Hải Phòng đã trở thành một trong 10 địa phương hấp dẫn nhất đối với tập đoàn lớn trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài. Kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội tiếp tục có những Đảng Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam phát biểu. Việt Nam, đồng chí Bí thư Thành ủy và đồng chí kính mời đồng chí Lê Văn Tuấn ý kiến. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Khá cao, đặc biệt là các đồng chí. Hôm nay 16 tăng 32%, 7 nghị quyết Đại hội Đảng đề ra cho năm 2020. Nhiều dự án hạ tầng giao thông, đô thị lớn, văn minh và hiện đại. Cùng với tăng trưởng trước những chuyển biến tích cực rõ nét của thành phố cảng thân thiện, mến khách đã đóng góp một phần không nhỏ cùng với sự nhà đầu tư, lãnh đạo thành phố tâm niệm của Hải Phòng. Ngày hôm nay là dịp để hai bên qua đó tăng cường tuyên truyền của nhà đầu tư trong và ngoài và phát triển thành phố Hải Phòng. Tất cả đều xuất phát trước hết là từ cái tình cảm. Hơn một quá trình năm 10 năm nó hơi bị xuống hàng thứ hai thứ ba, nhưng mà nó đạt những kết quả như vậy, tổ chức đi thành công của Hải Phòng thì họ vẫn giữ như vậy, và chúng tôi rất là mừng khi mà Hải Phòng thì là có được cái thấy là đây là của Đài Truyền hình Việt Nam về những rất là tốt, nhưng mà những cái tin tức hàng ngày rồi các mạng truyền thống như là giao thông rồi các kỹ thuật phóng sự về đời sống nông thôn. Chứ mà báo chí bây giờ nó xâm thông tin thì xin lỗi các ông chí, là nó không phải theo cái hướng như vậy, cho nên người ở tin cậy cũng vừa phải thì các ông chí cậy để chúng ta định hướng được đúng. Một cái điểm nữa tôi luôn có đóng góp rất to lớn các cái cuộc kháng chiến và cái nền tảng của cái cảm biển bị kêu mà ít khi mà có người ta gây ra một cái áp lực rất là lớn. Tôi cũng rất mong là quan tham mưu cho cơ hội để làm việc để trực tiếp